Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của báo Sức khỏe và Đời sống. Thưa quý vị, trong những năm gần đây, xuất hiện rất nhiều vụ hỏa hoạn diễn ra trên cả nước. Những vụ cháy có thể bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân, có thể do yếu tố chủ quan cũng như hành vi cố tình phá hoại của một người. Nhưng đặc điểm chung, đó là hậu quả sau những vụ cháy này thường rất lớn về cả tài sản và tính mạng con người. Đáng chú ý, trong số các vụ việc do cố ý gây ra thì hầu hết đều liên quan đến vấn đề mâu thuẫn tình ái, vì ghen tuông vô lối mà dẫn đến những hành động thiếu suy nghĩ. Trong chương trình ngày hôm nay, hãy cùng chúng tôi nhìn lại 3 vụ hỏa hoạn do nguyên nhân này. Bị ngăn cấm yêu đương, kẻ si tình trả giá 17 năm tù vì nửa đêm phóng hỏa đốt nhà bạn gái. Vào hồi tháng 6 vừa qua, tại tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu vừa tuyên án một đối tượng 17 năm tù vì tội dùng xăng đốt cháy nhà người yêu với lý do nghi ngờ gia đình người yêu cấm cản chuyện yêu đương. Điều đáng nói, trước khi gây ra vụ việc này, đối tượng đã từng 2 lần lĩnh án vì gây hấn với gia đình anh họ của người yêu cũ. Theo đó, vào ngày 6 tháng 6, Tòa án Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã đưa ra xét xử bị cáo Lê Ngọc Bảo, sinh năm 1996, trú tại thành phố Vũng Tàu, với tội danh giết người và cố ý làm hư hỏng tài sản, do đã thực hiện đốt nhà anh họ của người yêu vì mâu thuẫn. Theo cáo trạng, Lê Ngọc Bảo có quan hệ tình cảm với chị TTB, là em họ, ở đối diện nhà anh P, trú tại thành phố Vũng Tàu. Sau khoảng một năm yêu nhau, thì chị B nói lời chia tay. Bảo cho rằng người thân và gia đình của chị B ngăn cấm chuyện tình cảm của hai người nên đã nhiều lần tìm đến gây sự. Ngày 13 tháng 3 năm 2019, Bảo cầm theo cục đá đến nhà anh P và ném vào trong khiến một chiếc TV bị hư hỏng. Trả giá cho hành vi này, Bảo đã bị Tòa án Nhân dân thành phố Vũng Tàu xét xử và tuyên phạt 6 tháng tù giam. Ngày 24 tháng 1 năm 2020, Bảo chấp hành xong bản án. Thói côn đồ đang ngấm vào máu khiến Bảo bất chấp tất cả. Hễ thấy người trong gia đình anh P ở đâu là Bảo tìm tới gây hấn và chửi bới. Ngày 14 tháng 7 năm 2020, Bảo lại mang theo hung khí đến gây thương tích cho anh P. Lần này Bảo tiếp tục bị Tòa án Nhân dân thành phố Vũng Tàu xét xử và tuyên phạt 15 tháng tù giam. Ngày 10 tháng 12 năm 2021, Bảo chấp hành xong bản án trở về địa phương sinh sống, nhưng vẫn mang tâm lý thù hận gia đình anh P, dẫn đến tiếp tục có hành vi mua xăng mang đến đốt nhà anh P. Cụ thể, theo trích xuất dữ liệu từ camera an ninh, vào khoảng 1 giờ ngày 20 tháng 3 năm 2022, Lê Ngọc Bảo mua 5 lít xăng đựng trong các vỏ chai nước suối, rồi mang đến nhà anh P ở phường 7, thành phố Vũng Tàu. Tại đây, đối tượng đổ xăng vào trước cửa nhà rồi châm lửa đốt. Khi ngọn lửa bùng lên, Bảo bỏ chạy ra ngoài lấy xe máy tẩu thoát. Thời điểm lửa bốc cháy, nhà anh P có 6 người đang ngủ, trong đó có ông bà ngoại của anh P trên 80 tuổi. Nghe hàng xóm chi hô cháy, cả nhà anh P thức dậy, phát hiện cửa chính ở phòng khách đang cháy lớn. Ngọn lửa bao trùm lên cao, không thể phá cửa để thoát ra ngoài. Người dân xung quanh đã nhanh chóng đến hỗ trợ. Hơn 10 phút sau, đám cháy được dập tắt, sau đó phá cửa và cứu được cả nhà anh P thoát ra ngoài an toàn. May mắn là không có thiệt hại về người. Tại hiện trường, phần cửa chính bằng kim loại bị cháy đen cùng phần gạch men, tường và trần trước cửa nhà. Hai ngày sau khi sự việc xảy ra, Bảo đến cơ quan công an thú nhận hành vi phạm tội của mình. Tại phiên tòa xét xử hôm 6 tháng 6, Bảo khai nhận diễn biến hành vi phạm tội đúng như cáo trạng truy tố. Bị cáo cho rằng mình đổ xăng đốt nhà anh P là chỉ muốn hù dọa, chứ không nghĩ việc khiến ai thiệt mạng. Khi hội đồng xét xử hỏi nguyên nhân vì sao liên tục ra tay gây sự đối với nhà anh P, thì bị cáo Bảo im lặng, không lý giải được. Khi được chủ tọa tra hỏi và hỏi nếu ra tù còn tái phạm không, thì Bảo đã cho hay, bị cáo không dám tái phạm, xin gia đình bị hại tha thứ cho lỗi lầm của mình. Bảo nói rồi quay người sang phía gia đình nạn nhân xin lỗi. Có mặt tại tòa, nhiều người trong gia đình anh P vẫn không giấu nổi vẻ kinh hoàng khi nhớ lại vụ hỏa hoạn do Bảo gây ra. Bởi lúc đêm khuya, cả gia đình đã ngủ say. Nếu hàng xóm không phát hiện kịp thì cả nhà đã không ai còn sống. Cũng theo gia đình anh P, chuyện yêu đương của chị B và Bảo là hoàn toàn tự do, gia đình không có bất cứ can thiệp gì. Nhưng Bảo tự suy diễn rồi liên tiếp gây họa cho gia đình anh P. Theo luật sư bào chữa cho bị cáo Bảo, hoàn cảnh gia đình bị cáo rất nghèo. Bố mẹ hàng ngày đi lượm ve chai kiếm sống. Bị cáo là con một trong nhà và cũng không có việc làm ổn định. Trong phần trách nhiệm dân sự, gia đình anh P yêu cầu bị cáo Bảo bồi thường 12 triệu đồng do thiệt hại về tài sản do vụ hỏa hoạn gây ra, đồng thời bồi thường thêm khoản tiền tổn thất tinh thần theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, tại phiên tòa, anh P đại diện gia đình đã không yêu cầu những khoản tiền bồi thường này nữa. Nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm và tái phạm nguy hiểm, có khả năng gây tử vong cho nhiều người, với hành vi có tính chất côn đồ, coi thường pháp luật. Việc bị hại thoát nạn
là nằm ngoài ý muốn của bị cáo. Vì vậy, sau thời gian nghị án, hội đồng xét xử đã tuyên phạt Lê Ngọc Bảo 16 năm tù về tội giết người, 1 năm tù về tội cố ý làm hư hỏng tài sản, tổng hợp là 17 năm tù. Sự ghen tuông vô lối trong tình cảm sẽ dẫn đến những hành vi mất kiểm soát như trường hợp trên, từ suy diễn rồi không làm chủ được hành động. Vì yêu mà con người ta sẵn sàng làm bất cứ việc gì mà không màng đến hậu quả về sau. Rất may trong vụ hỏa hoạn không có ai thương vong, nhưng cũng sẽ là bài học nhớ đời cho Lê Ngọc Bảo. Trong một vụ việc khác nhưng nghiêm trọng hơn, vì ghen tuông trong chuyện tình cảm, một người đàn ông đã ra tay đốt dãy trọ của bạn gái khiến 4 người tử vong thương tâm. Hung thủ của vụ án cũng là một trong 4 nạn nhân xấu số đó. Phóng hỏa do ghen tuông mù quáng khiến 4 người tử vong. Vụ việc xảy ra vào ngày 3 tháng 6 trên địa bàn huyện Long Thành, Đồng Nai. Đối tượng gây án được xác định là Nguyễn Chí Hiếu, 46 tuổi, quê thành phố Cần Thơ, đã dùng xăng để ra tay đốt phòng trọ nhằm đoạt mạng người yêu. Nguyên nhân được cho là do mâu thuẫn tình cảm. Cụ thể, khoảng 5 giờ 30 phút ngày 3 tháng 6, người dân tại ấp 2, xã Phước Bình, huyện Long Thành phát hiện có cháy và nghe tiếng kêu cứu ở dãy nhà trọ gồm 15 phòng của bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ, 44 tuổi, nên tiến hành dập lửa cứu người và báo cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, Công an huyện Long Thành nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành dập lửa và phối hợp với người dân thực hiện các biện pháp cấp cứu người bị nạn. Đến khoảng 6 giờ 45 phút ngày 3 tháng 6, đám cháy cơ bản được khống chế. Các nạn nhân được nhanh chóng đưa ra ngoài và đi cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng. Hiện trường vụ cháy là dãy phòng trọ 15 phòng. Khu vực bị cháy được xác định ở phòng trọ số 3 và số 10, có tất cả 11 người. Theo Công an huyện Long Thành, bước đầu xác định Nguyễn Chí Hiếu sống ở phòng trọ số 10 trong dãy trọ. Do ghen tuông đã phóng hỏa đốt phòng số 3. Có 6 người gồm 2 nữ, 4 nam, nơi có người yêu đang ở, sau đó phóng hỏa phòng của mình. Các nạn nhân trong vụ cháy được xác định gồm Nguyễn Chí Hiếu, nghi phạm gây ra vụ cháy, TTKT, 33 tuổi, quê thành phố Cần Thơ, HHS, sinh năm 2008, con chị T, VNA, sinh năm 2010, ngụ tại Long Thành, VHP, sinh năm 2010, DAT, sinh năm 2008, và một người tên K. Nạn nhân sau đó đã được nhanh chóng chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Trong đó, hai người lớn bỏng 90% cơ thể rất nặng, hai trẻ nhỏ bị sốc bỏng và có nhiều bụi than ở đường thở. Bệnh nhân Nguyễn Chí Hiếu được xác định là nghi phạm phóng hỏa phòng trọ vì ghen tuông ở Đồng Nai, tử vong vào lúc 22 giờ ngày 3 tháng 6. Chiều 16 tháng 6, đại diện Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM cho biết, dù được các bác sĩ của bệnh viện nỗ lực cứu chữa, nhưng thêm một bệnh nhi bị bỏng nặng trong vụ phóng hỏa đánh ghen ở Đồng Nai đã tử vong vào sáng ngày 16 tháng 6. Bệnh nhi là em NA, sinh năm 2010, ngụ tại xã Tân Hiệp, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Trước đó, ngày 3 tháng 6, bệnh nhi này được chuyển từ Bệnh viện Bà Rịa lên Bệnh viện Nhi Đồng 1 trong tình trạng sốc, chi mát, mạch nhanh và nhẹ, huyết áp khó đo, bỏng toàn thân độ 3. Bệnh nhi A được chẩn đoán bỏng xăng, diện tích bỏng 80%. Bệnh nhi được điều trị tích cực, hút bụi than đường hô hấp, nhưng sau 13 ngày điều trị, bệnh nhi A đã không qua khỏi. Trước đó, bệnh nhi MK, sinh năm 2010, ngụ ở tỉnh Đồng Nai, nhập viện cùng thời điểm với bệnh nhi A, cũng đã tử vong sau ít ngày điều trị vì vết thương quá nặng do bỏng xăng với diện tích 90%. Tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, TP.HCM, nơi điều trị cho hai trẻ bỏng nặng trong vụ đánh ghen, một bệnh nhi sinh năm 2008 đã được gia đình xin đưa về nhà do tình trạng của em quá nặng. Ngoài ra, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, trong số 3 bệnh nhân được chuyển đến, hiện còn một bệnh nhân nữ 33 tuổi đang được tiếp tục điều trị. Hai bệnh nhân là Hiếu, đối tượng gây ra vụ cháy, và bé trai DAT sinh năm 2008 đã tử vong vào sáng 4 tháng 6. Cả hai đều bị bỏng nặng lên đến 90% và bị suy hô hấp. Như vậy, đến nay trong tổng số 7 người bị bỏng do vụ phóng hỏa đánh ghen ở Đồng Nai đã có 4 người tử vong. Một trẻ được người nhà xin đưa về, hai người còn lại tiếp tục điều trị. Hiện vụ việc vẫn đang được lực lượng công an điều tra và làm rõ. Có thể thấy chỉ vì ghen tuông mù quáng dẫn đến việc thiếu suy nghĩ của người bạn trai đã liên lụy tới những người khác. Có hay chăng lúc đầu cũng chỉ là để hù dọa, nhưng không ngờ hậu quả lại lớn như thế. Giờ đây nỗi đau chỉ còn là của những người ở lại. Qua đây cũng là lời cảnh tỉnh với mọi người. Trước những mâu thuẫn trong chuyện tình yêu, mỗi người trong cuộc cần bình tĩnh và giải quyết vấn đề bằng lý trí, tránh gây ra những sự việc đáng tiếc như trường hợp trên. Trong một vụ việc khác vào đầu tháng 5 vừa qua tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, một người đàn ông đã mang xăng châm lửa đốt nhà và cửa hàng của người tình, khiến bản thân tử vong và 3 người khác bị thương. Nguyên nhân được cho là do bạn gái đòi chia tay. Dùng xăng đốt nhà người tình, 4 người thương vong.
Theo thông tin điều tra do công an cung cấp, vụ hỏa hoạn tại phường Quyết Thắng vào ngày 7 tháng 5 xuất phát từ chuyện tình cảm giữa ông Phan Hoàn Uy Vũ, 48 tuổi, và bà DNB, 43 tuổi, cùng ngụ tại phường Quyết Thắng. Khoảng một năm trở lại đây, giữa bà B và Vũ xảy ra mâu thuẫn trong tình cảm. Bà B yêu cầu chia tay nhưng Vũ không đồng ý. Đỉnh điểm mâu thuẫn xảy ra vào khoảng 13 giờ 15 phút ngày 7 tháng 5, khi Vũ điều khiển xe máy đi mua một can xăng loại 10 lít rồi đến nhà bà B, nhưng bà B không có nhà. Ông Vũ đã tự mở khóa đi vào nhà, đổ xăng xung quanh và châm lửa đốt. Sau đó Vũ tiếp tục điều khiển xe máy chở theo can xăng đi đến nơi bà B thuê để bán cá cảnh trên đường Hà Huy Giáp, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, nhưng cũng không thấy bà B. Tuy nhiên lúc này trong cửa hàng có chị NDCC, 23 tuổi, con gái bà B, anh TVN, 29 tuổi, con rể bà B, và chị TTHB, 23 tuổi, cháu bà B. Tại đây, Vũ mang can xăng đi vào quán và đổ xung quanh quán rồi bật lửa đốt. Thấy vậy, anh TVN chạy lại giằng co nhưng không được, bị xăng đổ lên chân và bị lửa bén cháy vào người, rồi lan sang các vật dụng trong nhà. Nhận tin báo cháy, công an thành phố Biên Hòa đã xuất xe chữa cháy và hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập tắt ngọn lửa. Vụ cháy đã khiến một người tử vong là nghi phạm gây ra vụ việc và ba người bị thương, làm hư hỏng nhiều đồ đạc trong nhà và khiến những hộ dân xung quanh hoảng hốt. Ngoài ra, căn nhà của bà B và cửa hàng bà thuê để kinh doanh cá cảnh bị cháy, gây thiệt hại nhiều tài sản bên trong. Bước đầu, công an thành phố Biên Hòa xác định vụ việc có dấu hiệu tội phạm giết người và đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Ghen tuông được cho là gia vị trong tình yêu, thế nhưng cũng chính điều này đã gây ra không biết bao nhiêu vụ việc thương tâm, để lại hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Không chỉ người trong cuộc mất mạng mà còn ảnh hưởng đến những người xung quanh. Để giảm thiểu những vụ án mạng với nguyên nhân này thì mỗi cặp đôi cần phải tỉnh táo, bình tĩnh ngồi xuống để cùng nhau giải quyết những vấn đề khúc mắc, không nên vì một chút nóng giận, mất kiểm soát dẫn tới hành động sai trái. Tới đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.